Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện vào buổi sáng ngày hôm nay thì như thường lệ tôi sẽ phải chọn một câu chuyện nó mang đầy cái tính chất ý nghĩa để mà chia sẻ với các bác, tạo ra một cái nguồn năng lượng mới mẻ để các bác có thể bắt đầu ngày làm việc đầy hứng khởi. Và hôm nay thì tôi chọn một câu chuyện này của tập đoàn Sơn Hải. Như các bác có thể nhìn thấy, đây là một hàng dài rất nhiều ngôi nhà, và bên cạnh những ngôi nhà thì đều có những cái ruộng bậc thang làm sẵn. Và những ngôi nhà này là những ngôi nhà có thể nói rằng là rất là kiên cố. Và trước đây khi làm từ thiện, người ta chỉ chủ yếu là xây 1-2 ngôi nhà, rồi là một ngôi trường vân vân. Nhưng ở đây thì tập đoàn Sơn Hải, tôi nhấn mạnh lại là tập đoàn Sơn Hải, đã xây hẳn một cái bản làng. Xây hẳn một cái bản làng nha các bác, để tặng bà con mà vừa rồi là bị lũ. Và đây là cái thông tin có thể nói là ý nghĩa nhất. Và khi chúng ta nhìn cái ý nghĩa như thế này thì chúng ta tự hỏi rằng là với 100 triệu đô la Mỹ, nếu như ai đó nhận hối lộ thì có thể xây được bao nhiêu cái làng như thế này, đúng không ạ? Và đây là thông tin mới nhất, đó là tập đoàn Sơn Hải chi 33 tỷ đồng để xây hẳn một bản làng mới với 56 ngôi nhà cho dân vùng lũ tại Quảng Trị và hỗ trợ gạo ăn trong vòng 3 năm. Đó. Và ngoài việc tặng nhà thì Sơn Hải còn xây tặng một trường mầm non, một trường tiểu học và ở trong bản đó, và kèm theo cả nhà ở cho giáo viên cắm bản. Và đây là một cái hành động có thể nói rằng là rất là ý nghĩa. Đó. 56 ngôi nhà này thì được xây dựng từ năm 2022 và đến nay thì đã được hoàn thiện. Và ngoài ra thì mỗi hộ còn được tặng một con bò, một tivi, kèm một mạng wifi. Tập đoàn này còn hỗ trợ gạo ăn cho dân bản trong vòng 3 năm. Đó. Ngoài ra thì còn xây dựng 7,5 hecta ruộng bậc thang cho dân sản xuất, một trường tiểu học và một ngôi trường mầm non. Và đây là một trong những cái mà chúng ta gọi là tập đoàn Sơn Hải. Tập đoàn Sơn Hải là một cái tập đoàn rất đặc biệt, bởi vì trước đây là tập đoàn mà có thể nói là bị anh em trong ngành rất là ghét. Ghét là bởi vì trước đây người ta chỉ bảo hành có 5 năm, 2 năm thôi. Bảo hành đường xá 2 năm thôi. Và sau 2 năm thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều ổ voi, ổ gà. Thế nhưng mà Sơn Hải thì chơi lớn hẳn, là bảo hành tận 10 năm. Tận 5 năm, rồi sau đó là bây giờ là 10 năm. Và cái việc này thì nó làm cho rất nhiều các doanh nghiệp khác phải bức xúc. Và đã có cái trường hợp người ta cố tình người ta giải cái hóa chất vào những cái đường do Sơn Hải làm để mà từ đó là cho rằng là kém chất lượng nó cái vân vân. Và sau này thì Sơn Hải đã bắt được vụ này, gửi lên cơ quan điều tra. Tuy nhiên rằng là cuối cùng mọi chuyện cũng không đi tới đâu về đâu cả. Và đó là cái mà chúng ta thấy về tập đoàn Sơn Hải, một trong những tập đoàn cầu đường lớn nhất và chất lượng nhất của Việt Nam. Có những con đường mà Sơn Hải này làm và đến bây giờ sau hàng chục năm chúng ta vẫn đi tốt và vô cùng bền vững. Đó. Một trong những cái doanh nghiệp mà người dân Việt Nam rất tin tưởng, và doanh nghiệp này thì cũng nói không với việc là bíu xén hối lộ, cho nên là mặc dù là chất lượng nổi tiếng, bảo hành thì hết mình, gần như là các dự án đều đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ, nhưng mà số lượng mà Sơn Hải nhận được thầu tương đối thấp chứ không phải là cao gì. Cho mà đến những năm gần đây, khi mà công cuộc đốt lò của bác Trọng được đẩy mạnh thì Sơn Hải cũng là một cái doanh nghiệp mà bắt đầu là tiến lên phía trước. Tôi hy vọng rằng là Sơn Hải sẽ tiếp tục bước đường mình như thế này. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy một điều thế này, khen Sơn Hải thì khen đủ rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là một người bạn tôi thì khi chia sẻ cái bài này tối qua thì có nói một câu rằng là 33 tỷ tức là chỉ tương ứng khoảng độ tầm chưa tới 1,5 triệu đô la Mỹ mà xây được một cả một cái bản với 56 ngôi nhà, với ruộng bậc thang, rồi với trường tiểu học, trường mầm non, vân vân. Chưa tới 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Vậy thì chúng ta tưởng tượng rằng là nếu 100 triệu đô la Mỹ thì làm được những gì? Đó. 100 triệu đô la Mỹ thì bao nhiêu, cứu sống được bao nhiêu gia đình của các bà con? Đó. Chúng ta thử suy nghĩ xem.
Đúng chúng ta ví dụ một như thế này là một coi như cứ chọn là 1,5 triệu đô la Mỹ đi đó, thì với 100 triệu đô la Mỹ chúng ta có thể xây được 60 cái bản làng như thế này, 60 cái bản làng thế này, và công đức vô lượng, tức là cả cả nghìn cái căn nhà đó, và cứu sống không biết bao nhiêu người dân gặp khó khăn. Thế nhưng 100 triệu đô la Mỹ đấy mà lại nhận hối lộ để mang về cho bản thân mình, gia đình mình, thì xin thưa với các bác rằng là bị đọa địa ngục. Mà địa ngục kinh khủng nhất là cảnh giới A Tỳ, đọa cảnh giới A Tỳ địa ngục kinh khủng nhất, mà muôn đời muôn kiếp phải không thoát ra được. Cho nên ấy, người bạn tôi có nói rằng là một hơn 1 triệu đô la Mỹ thì nhiều khi nó chỉ bằng một cái vụ biếu xén của các quan tham mà thôi. Thế nhưng mà nếu mà để mà làm được thì rút ra như thế này thì nhiều vô cùng. Và nếu như mà các quan tham mà chịu khó lấy số tiền này ra đây để mà làm những việc này thì có lẽ rằng là chúng ta không còn là một nước nghèo nữa, và cái tinh thần là tương thân tương ái nó sẽ được bền vững. 100 triệu đô la Mỹ tương ứng với khoảng 2.500 tỷ đồng. 2.500 tỷ đồng mà chia ra thì đúng là công đức không còn gì đâu có xiết được. À, 100 triệu đô la Mỹ tôi nghĩ rằng là đời vài chục đời tiêu thì cũng chả hết được, tiêu thì cũng chả hết được. À, sống xa xỉ trên xương máu nhân dân như vậy thì rất khó để có thể chấp nhận được, đúng không? Cho nên ấy, có nhiều người đã kiếm tiền chỉ để mà có những cái việc tốt làm ở đời, và người ta có gì cái sứ mệnh nào đó. Và có lần của tôi có nói một anh, thì anh hỏi tôi rằng là, và tôi rằng là tiền thì nó chỉ là cái phương tiện, nó để tạo công ăn việc làm cho công nhân, nó để cho chúng ta có những cái sản phẩm chất lượng đi ra thế giới. Tiền nó thực ra là có quá nhiều tiền cũng không thể nào mà tiêu hết được, và cũng không thể nào mà làm chất lượng của mình lên được. Ví dụ anh bảo rằng là có những lúc mà được mời thì ăn bữa ăn đến mấy trăm triệu một bữa, thì thú thực rằng là anh nhiều khi không cảm thấy ngon ngon bằng khi mà về về nhà úp một bát mì tôm lên ăn. Có nhiều lần đi được đi mời đến khách sạn lớn, bật những chai rượu đắt tiền, rồi cuối cùng là được ăn uống ở đấy, nhưng mà cuối cùng là không cảm thấy ngon. Cuối cùng thì sau khi về muộn về nhà úp một cái bát mì tôm lên sao mà uống ngon thế, mì tôm quả trứng tuyệt vời. Cho nên tiền á, nó chỉ là một cái phương tiện để cho mà mình có thể làm tạo được cái công đức, còn nó không phải là cái thứ để mà nó không phải là cái thứ để mà phấn đấu, để mà tích cóp, để mà tích chữ, để mà cuối cùng là lên mặt với ai. Nhiều khi tiền nó đến nó là cái nghiệp của mình, nó là cái họa chứ không phải là phúc đâu. Cho nên nhìn tiền phải nhìn đến góc độ nào, chứ không phải nhìn tiền là cái mang cái kiểu là tích chữ để rồi cuối cùng. À, tôi hy vọng rằng ai mà nhận hối lộ 100 triệu đô la Mỹ thì tự nhìn vào xem là mình làm được những gì. Anh như trên Lào Cai của tôi là một tỉnh nghèo, tôi bảo rằng là đấy một khu đất kim cương anh mua được giá rẻ, cái khu đất này mà được bán rồi mang cái tiền đó cho các đồng bào vùng sâu vùng xa thì công đức vô lượng, làm được đầy đủ bao nhiêu là thứ. Một vài cái cuộc quà cáp nhận hối lộ lên đấy chục tỷ, vài tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, thì với một tỉnh nghèo như thế hoàn toàn có thể giúp được bao nhiêu thứ. Mà cũng chẳng cần phải có tiền, anh chỉ cần cố gắng đào sâu ra để tạo ra được những cái chính sách, những cái chính sách rồi là những cái kinh tế mới để mà hỗ trợ cho bà con tự làm tự ăn. Nhưng mình là cái người mà lãnh đạo chính quyền, mình làm cái điều đó để cho cuộc sống bà con là tốt hơn lên, thì như vậy là cũng tạo công đức rồi, công đức vô lượng rồi. Thế nhưng mà cứ chỉ chăm xem mà có dự án nào để thịt. À, chứ chỉ chăm xem rằng là có cái gì để mà thằng này nó đến nó có quà cáp gì cho mình không, chăm lên rằng là gặp mấy thằng lính là đệ tử bảo là mày phải đưa con tao lên tao gửi gắm thì con tao sau này cũng làm lãnh đạo, kiểu kiểu như thế. Thế thì lãnh đạo như vậy là vứt, là bởi vì họ lúc nào họ cũng chỉ có chủ nghĩa cá nhân chứ không chủ nghĩa vì dân vì nước. Thế là lúc nào chỉ lo cái vun vén về mình mà thôi. 100 triệu đô la Mỹ, các bác thử nhân lên xem nào, với 33 tỷ đồng làm được cả một cái bản thế này, thì với 100 triệu đô la Mỹ
người ta làm được bao nhiêu cái bản như thế. Đúng. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.